Nước cốt dừa Đóng Lon là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế, là một đặc sản của tỉnh Bến Tre. Sản phẩm nước cốt dừa mang nhãn hiệu Vicoco Thành Vinh và Dragon của công ty Lương Quế có ưu điểm vượt trội, béo, thơm ngon, đậm hương vị của vùng dừa nổi tiếng cả nước. Nước cốt dừa Đóng Lon của công ty Lương Quế đã được cấp các chứng nhận và bằng khen trong nước và ngoài nước như ISO 22000-2005, HACCP, BRC, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn và được cơ quan Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp mã số FDA và SID vào thị trường Hoa Kỳ. Nước cốt dừa của công ty Lương Quế có hai loại dung tích 400ml và 2900ml với các loại độ béo đa dạng từ 5% đến 22%, thích hợp trong việc chế biến nhiều món ăn khác nhau, giúp tiện ích cho các bà nội trợ trong việc chế biến tại nhà và thuận lợi trong sản xuất ngành thực phẩm, bánh kẹo. Sản phẩm nước cốt dừa mang nhãn hiệu Vicoco, Thành Vinh và Dragon đang được bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty, các hệ thống siêu thị và các kênh truyền thống khác trên toàn quốc.